Xin chào các bạn, trong video này thì Hoa sẽ trả lời cho các bạn về một câu hỏi mà đang được rất là nhiều các chị em quan tâm. Đó chính là: chị Hoa ơi, da của chúng ta có mấy loại da và làm sao để chúng ta có thể phân biệt, dựa vào đâu để chúng ta có thể phân biệt những cái loại da này? Thì Hoa trả lời như sau. Da của chúng ta sẽ có 4 cái loại da các bạn nhé. Đó chính là làn da dầu, da hỗn hợp, da thường và da khô. Và 4 cái loại da này thì chúng ta sẽ phân biệt dựa vào 4 cái yếu tố. Thứ nhất đó chính là da tuyến dầu, thứ hai đó chính là lỗ chân lông, thứ ba đó chính là độ dày mỏng của da, và thứ tư đó chính là những cái bệnh lý dễ mắc phải. Thì đối với cái làn da dầu ấy thì là tuyến dầu của chúng ta hoạt động rất là mạnh và da của chúng ta đổ rất là nhiều dầu, lỗ chân lông to toàn bề mặt và bề mặt da của chúng ta dày thô xỉn. Bệnh lý của chúng ta dễ mắc phải đó chính là những cái mụn ẩn lần sần này, những cái mụn bít tắc này, những cái mụn cám này, những cái mụn đầu đen này, những cái mụn viêm, mụn mủ và sẹo rỗ. Khi mà qua 20 năm tuổi thì da của chúng ta bị lão hóa và mất đi cái độ đàn hồi nếu như mà chúng ta không có cái biện pháp chúng ta làm sạch hay là chăm sóc đúng cách các bạn nhé. Đối với cái loại da thứ hai đó chính là da hỗn hợp. Da hỗn hợp thì cái biểu hiện tuyến dầu của chúng ta là hoạt động thất thường, và thường ấy thì là dầu ở vùng trụ T, tức là trán, mũi, cằm các bạn nhé, và khô ở vùng trụ U, tức là hai bên má đấy các bạn ạ. Đấy, và lỗ chân lông to ở vùng mũi đây, và hai bên cánh mũi lỗ chân lông rất là to, còn phòng vùng chữ U lỗ chân lông nhỏ mịn. Sắc tố da ở đây thì sẽ không đều màu và thường là đen sạm ở vùng chữ U các bạn nhé, và thô xỉn ở vùng chữ T, và dễ mắc tất cả các cái bệnh lý ví dụ như là mụn thịt này, đấy, mụn cám này, mụn đầu đen này, nám này, sạm này, tàn hương này, nhăn nheo, lão hóa, nhạy cảm. Đấy. Và da hỗn hợp thì lại sẽ có hai cái loại da hỗn hợp, ví dụ như là da hỗn hợp thiên dầu và da hỗn hợp thiên khô các bạn nhé. Cái loại da thứ ba đó chính là cái làn da thường. Cái loại da thường là cái loại da mà tuyến dầu của chúng ta hoạt động ổn định, lỗ chân lông của chúng ta nhỏ đều toàn bề mặt và da dày khỏe, da khỏe dày vừa phải và da rất là sáng màu, da đều màu các bạn nhé. Và đối với cái làn da thường ấy thì rất ít bệnh lý và rất là ít người sở hữu được cái làn da này. Để mà sở hữu cái làn da này thì rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Và đối với cái làn da thường thì rất là dễ chăm sóc, chúng ta chỉ cần làm sạch, bảo vệ là đã ok rồi. Còn đối với cái loại da cuối cùng đó chính là cái làn da khô. Làn da khô thì tuyến dầu của chúng ta hoạt động ít và lỗ chân lông nhỏ, mịn, toàn bề mặt. Bề mặt da của chúng ta không đều màu, đen, sạm và rất là dễ có những cái nếp nhăn và đặc biệt là có rãnh cười nhé. Đặc biệt là có rãnh cười các bạn nhé. Và bệnh lý dễ mắc phải đó chính là ví dụ nám này, sạm này, tàn hương này, lão hóa này, nhạy cảm này và bị mụn thịt các bạn nhé. Đấy, vừa rồi thì Hoa có chia sẻ cho các bạn về 4 cái loại da và cũng như là cách phân biệt làn da, cách phân biệt từng loại da. Các bạn này thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những cái video mới nhất từ Hoa nhé. Và các bạn mà có những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc gì thì các bạn hoàn toàn có thể là comment xuống bên dưới, Hoa sẽ chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp giúp cho các bạn nhé.